Tôi là một học sinh trung học, nhưng tôi đang trải qua một kỳ thi đại học kỳ lạ. Tôi ngồi trong phòng thi, chờ kỳ thi đại học bắt đầu. Đài phát thanh đang phát sóng những quy tắc ở trong phòng thi. Không được viết văn hay làm văn vào ban ngày. Nhớ rằng giám thị coi thi chỉ có hai mắt mà thôi nhé. Và mặc đồ màu đỏ. Hay lấy bút đỏ thay vì gậy điện. Hay là lấy đề bài thi nhé. Không được làm ồn. Đoạn ghi âm bỗng dừng lại. Ba giám thị coi thi mặc trên người đồ trắng và bài thi bước vào phòng thi. Tôi dường như nhìn thấy được. Bọn họ đều có ba mắt, đang cầm bài kiểm tra và không mang bút đỏ. Kỳ thi tuyển sinh bắt đầu, phòng thi phát những quy định của kỳ thi, âm thanh phát cùng với tiếng hét thất thanh. Sau đây là những quy định của kỳ thi. Thứ nhất, làm quen với phòng thi. Trước khi thi, trong thời gian quy định phải làm quen với được phòng thi. Vào nhầm phòng thi, ngồi sai chỗ, làm ảnh hưởng bài thi của mình, phải tự chịu trách nhiệm. Sau khi chính thức mở thi vẫn chưa quy định kiểm tra chỗ ngồi, thi xử lý theo quy định. Tôi nhìn lên bục giảng, ba giám thị coi thi mặc đồ trắng, đang đứng yên. Bây giờ bọn họ chỉ có hai mắt, cầm lấy bài kiểm tra, chứ không phải là bút đỏ. Nhưng tôi rõ ràng vừa nhìn thấy mỗi người bọn họ đều có ba mắt. Mắt của giám thị chính ở giữa lông mày, như thần nhị lang. Mắt của nữ giám thị ở ngực trái, giống như vết dao vậy. Còn có một giám thị không có miệng. Ở vị trí miệng của người ấy có một nhãn cầu. Nhưng bây giờ họ đều là người bình thường. Và có hai mắt, một cái mũi, một cái miệng. Các thí sinh khác cũng có vẻ rất là bình tĩnh. Chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác? Là do tôi áp lực quá mà thôi. Đài phát thanh cuối cùng cũng kết thúc. Khi tiếng chuông reo lên, giám thị coi thi bắt đầu phát đề thi và giấy thi. Môn thứ nhất là ngữ văn, nhưng đề thi được phát lại là môn tiếng Anh. Tôi lấy phiếu đáp án đè lên tờ đề, viết thông tin cá nhân và số báo danh vào. Ngay lúc này, thông cu tiêu hằng gù điển đáp án. Tôi dường như thấy trên đề bài thi lại có mấy dòng chữ màu đỏ. Quy tắc sinh tồn của kỳ thi tuyển sinh đại học. Thứ nhất, không được viết văn vào buổi sáng. Thứ hai, giám thị coi thi chỉ có hai con mắt và mặc đồ màu đỏ, cầm bút đỏ chứ không phải là gậy điện, cũng không phải bài kiểm tra. Thứ ba, không gây ồn ào, phải giữ yên lặng, nếu không cậu sẽ chết. Đừng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của ma quỷ, đặc biệt là khi họ mặc đồ trắng và khi chỉ cầm mỗi bài kiểm tra. Thứ năm, đừng viết câu trả lời tiếng Anh khi trời tối. Được rồi, các bạn đã nhận đề thi và phiếu trả lời chưa? Thầy ta mặc đồ trắng, trong tay cầm bài kiểm tra. Chờ đã, không phải thầy ta vừa mới phát bài thi xuống sao? Bắt đầu phát bài kiểm tra toán. Hai giáo viên khác bắt đầu phát bài kiểm tra toán và phiếu trả lời. Tôi nhìn chằm chằm vào tay người giám khảo. Trong tay thầy bỗng nhiên ấy xuất hiện một sấp tờ giấy môn ngữ văn. Kỳ thi tuyển sinh đại học không phải là thi từng môn một sao? Sao lại phát đề thi ba môn, toán văn anh đều phát hết cho bọn tôi như thế này nhỉ? Ngay vào lúc này, nữ giám thị xuất hiện ở một bên bàn tôi. Cô ấy đưa cho tôi sấp giấy. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng và váy đen, giống như một nàng thiên sứ vậy. Em đừng quá lo lắng, làm từ từ thôi. Quy tắc sinh tồn của kỳ thi đại học trên bài kiểm tra tiếng Anh bỗng biến mất. Nữ giám thị đi giày cao gót, bình tĩnh đi đến cái bàn trước tôi để cắt giấy. Tôi thấy cô ta đi giày cao gót, từ từ biến thành một đôi chân dê dính đầy máu. Lúc này trên bài kiểm tra tiếng Anh, quy tắc sinh tồn của kỳ thi đại học mới từ từ xuất hiện trở lại. Thứ sáu, đừng để người khác phát hiện ra bạn có thể nhìn thấy chân dê. Lúc này nữ giám khảo vẫn đang phát bài thi và không nhận thấy sự sợ hãi của tôi. Mỗi bước cô ấy đi, trên mặt đất lại lưu lại dấu chân máu. Tôi nín thở, nhịp tim đập mạnh, mồ hôi lạnh chảy khắp cơ thể. Bạn học này, em có chuyện gì vậy? Cảm thấy không khỏe sao? Cô ấy xuất hiện bên cạnh tôi. Trên mặt cô ấy là nụ cười thân thiện, ấm áp như gió xuân. Áo sơ mi cô ấy đang mặc trên người vô cùng hợp với cô ấy, nhưng cũng làm cho đôi mắt ở ngực trái cô ấy trở nên rõ ràng. Mọi người trong phòng thi đều rất yên tĩnh, dường như chỉ tôi mới có thể nhìn thấy đôi mắt đẫm máu đó. Cô ơi, bụng của em hơi đau, em muốn đi vệ sinh. Em đi nhanh lên, cố gắng về trước khi thi nha. Nữ giám thị lập tức đi tìm người giám sát. Ngay sau đó, một người phụ nữ mặc đồ đen bước vào. Có phải em muốn đi vệ sinh không? Theo quy định, cô sẽ phải giám sát em trong suốt quá trình. Tôi gật đầu, thì thấy mắt trên ngực nữ giám khảo bỗng biến mất. Cô giám sát đưa tôi đến nhà vệ sinh nữ cùng tầng. Tôi ở trong phòng vệ sinh, cô ấy thì canh ngoài cửa. Bởi vì tôi đã xem đề thi rồi, để chống gian lận, tôi không thể đóng cửa. Kỳ thi đại học đề cao phòng chống gian lận rất nghiêm ngặt, ngay cả giấy vệ sinh cũng không thể dùng của mình. Tôi mở tờ giấy cắt mà người giám sát đưa cho tôi. Khi cắt đến tờ thứ hai, bên trong có chữ: thứ bảy, bạn có thể tin tưởng người mặc đồ đen, nhưng đừng sử dụng bất cứ thứ gì họ đưa cho bạn. Giám thị coi thi mặc quần áo đen,
Nhưng giấy vệ sinh là cô ấy đưa tôi. Đã xong chưa em? Được rồi, cái kia để lau nhé. Nhanh lên để vào thi. Tay tôi run run cầm giấy vệ sinh. Tôi có nên tin những chữ xuất hiện đó không? Chào cô Lý. Cô đây rồi. Ngay lúc này, một giám thị giám sát mặc đồ đỏ bỗng bước tới. Sao vậy? Lại có thêm một học sinh nữa. Vừa mới bắt đầu kỳ thi đã đi vệ sinh. Có lẽ ăn gì không ổn. Vừa mới thi, sao lại ăn uống bất cẩn như thế chứ? Tôi cố tình trượt tay, giấy vệ sinh rơi xuống. Giám thị giám sát mặc đồ màu đỏ liền đưa cho tôi một gói khăn giấy. Đừng lo quá thi tốt nhé. Cảm ơn cô. Tôi thà tin còn hơn không tin những chuyện đã xảy ra. Tôi không dùng giấy vệ sinh mà giám thị mặc đồ đen đưa. Tôi quay lại phòng thi, dường như mọi người đang điền đáp án môn Anh. Trời đột nhiên tối sầm, quy tắc sinh tồn trong kỳ thi đại học thứ 5. Khi trời tối không được làm môn Anh, nhưng các bạn học đều đang tô đáp án môn Anh. Trời tối dầm lại, trong lớp học cũng không bật đèn, đầu của mọi người như những ngọn nến được thắp sáng, phát ánh sáng ấm áp trong bóng tối. Tất cả mọi người đều đang làm tiếng Anh, sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra sao? Trái tim tôi như bị bóp nghẹn lại. Ba cô giáo mặc đồ trắng đều đang chờ tôi về chỗ ngồi. Tôi nhìn vào họ, trên người họ đều tỏa ra ánh sáng trắng. Không ai có con mắt thứ ba. Tôi quay lại chỗ ngồi, nhìn xuống quy tắc sinh tồn của kỳ thi đại học trên tờ giấy. Vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cái quái gì thế này? Ngay lúc này, trong tầm mắt của tôi, bóng tối xung quanh bỗng nhiên dần dần sáng lên. Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện đồ của bạn trai bàn trước đang đổi màu và phát sáng. Hôm nay cậu ấy mặc quần áo bình thường. Nhưng bây giờ, nhìn bằng mắt thường có thể thấy đồ cậu ta đổi màu, chuyển sang màu trắng và xuất hiện ánh sáng trắng như những vị giám thị. Đáng sợ hơn là, tôi có thể thấy rõ, lưng của cậu ta bỗng mọc anh một đôi cánh rất to. Cái gì đây? Thiên thần ư? Tôi không dám thở. Ánh sáng ngày càng nhiều và càng ngày càng sáng. Tôi bàng hoàng phát hiện, đồ áo của tất cả các bạn học đều đang đổi màu. Khi vào phòng thi, mọi người đều mặc những bộ quần áo rất đẹp của mình. Nhưng bây giờ, quần áo của mọi người đều nhanh chóng chuyển sang màu trắng. Ngoại trừ tôi, tay cầm bút của tôi bắt đầu run rẩy. Bài thi kiểm tra tiếng Anh, nguyên tắc sinh tồn kỳ thi đại học hiện lên càng ngày càng đỏ. Thứ năm, đừng điền đáp án tiếng Anh khi trời tối. Không biết những chữ này xuất hiện lúc nào, thêm vào đó là sáu dấu chấm than. Nhưng mọi người xung quanh đều đang điền đáp án tiếng Anh, họ đều biến thành thiên thần. Còn tôi thì phát hiện ra rằng, cái chân của tôi lại đang dần dần biến thành một cái chân dê mất rồi. Tôi run rẩy nhìn bài thi tiếng Anh của mình. Thứ năm, đừng điền đáp án tiếng Anh khi trời tối. Chữ viết trên đó bỗng dỉ máu. Nhưng mọi người đều đang điền đáp án tiếng Anh, và họ đều đang mọc ra cách thiên thần. Còn tôi thì mọc ra móng dê. Sao tôi phải tin vào những gì trên tờ giấy viết? Đây chỉ là những thứ xuất hiện vô căn cứ mà thôi. Tại sao ban ngày không thể viết văn? Tại sao không thể điền đáp án tiếng Anh khi trời tối? Tại sao có thể tin người mặc áo đen, nhưng người mặc đồ trắng là ma quỷ? Không có lý do, không có căn cứ, không đáng để tin. Tôi đã viết tên mình lên bài thi tiếng Anh. Giá của chiếc áo là 9 nữ, 15 bảng Anh. Môn nghe tiếng Anh tự động bắt đầu, tôi thấy móng dê trên chân tôi nhanh chóng biến mất. Áo của tôi bắt đầu đổi màu và phát sáng, và cảm thấy ngứa ngứa ở lưng, dường như có gì đó đang mọc. Cuối cùng tôi cũng thành một thiên thần với đôi cánh dang rộng. Quy tắc sinh tồn thi tuyển sinh đại học màu đỏ máu trên bài kiểm tra bỗng biến mất. Dưới ánh sáng này, tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều. Sau đoạn âm thanh ngắn phát lên, môn nghe tiếng Anh bỗng dừng lại, thay vào đó là tiếng nói yêu thương của người già. Con của tôi, xin hãy tin tôi, bên ngoài là địa ngục, đây là vùng đất duy nhất sạch sẽ. Chỉ khi tuân thủ các quy tắc sau mới có thể ở lại đây mãi mãi. Sau khi trời sáng, thì nhất định phải viết xong bài thi môn ngữ văn. Thứ hai, giám thị coi thi có ba con mắt. Hai mắt nhìn thế gian, con mắt thứ ba nhìn quỷ thần. Họ mặc đồ trắng, thước đo tượng trưng cho quyền lực. Ngoài ra còn tượng trưng cho trí tuệ. Đừng tin người cầm cây bút đỏ. Bút đỏ tượng trưng sự lừa dối. Tội ác thêm nữa là sự vu khống. Thứ tư, tránh xa những con quỷ mặc đồ đỏ. Thứ năm, trời sáng đừng điền đáp án tiếng Anh. Thứ sáu, chân dê là dấu hiệu của tội lỗi. Khi nhìn thấy, hãy thông báo cho giám thị giám sát ngay lập tức. Chúng sẽ giết quỷ để bảo vệ bạn. Thứ bảy, không có ai mặc đồ đen. Nếu bạn thấy, vui lòng báo cho giám thị mặc đồ trắng ngay lập tức. Để anh ấy đưa đi khám. Đài phát thanh dần yếu đi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Ánh sáng xung quanh từ từ mạnh hơn. Gói hàng của tôi, cảm giác thoải mái này. Lúc này tôi hiểu rồi, tôi bây giờ có thể phải ở lại đây mãi mãi. Lúc nửa đêm, ở trong nhà vệ sinh tối tăm, tôi bất ngờ nghe thấy một giọng nói, cậu phải giết sạch bọn họ. Tôi liền chết lặng, đảo mắt nhìn xung quanh nhưng lại không có ai cả, nên vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Tiểu Hồng ở bên ngoài nhìn thấy tôi, liền vội vàng hỏi, cậu làm cái gì mà sợ vãi linh hồn thế? Trong nhà vệ sinh có ma,
Cái gì? Ở trong nhà vệ sinh gì có ma à? Có phải cậu bị mộng du không? Cậu ấy cười khinh thường, rồi đi đến cửa nhà vệ sinh ngó qua một chút. Trong nhà vệ sinh có vẹo gì đâu? Hay là mình bị ảo giác nhỉ? Ngay khi tôi thở phào nhẹ nhõm, cứu tôi với, cứu tôi với. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng kêu cứu, là giọng của Gia Hàng. Có chuyện gì vậy ba? Mau đi xem thử đi. Ra đến phòng khách, Gia Hàng đang loạn trọn đi xuống tầng. Chúng tôi vội vàng tiến lên phía trước. Chuyện gì vậy ông cháu? Ai làm cậu thành ra thế này? Khi Gia Hàng nhìn thấy tôi đến, vẻ mặt liền hoảng sợ, vội vàng hét vào mặt tôi. Chính là cậu. Cậu đã giết Tôn Hoa Văn. Cậu còn giả vờ cái gì nữa? Tôi liền ngây người ra, vội vàng hỏi lại cậu ấy. Cậu ăn nói xa lơ gì vậy? Tôi vẫn luôn ở tầng 2 mà. Gia Hàng, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ phải không? Đô Gia ở cùng tôi cả tối mà. Làm sao cậu ấy lại ở tầng 3 được? Tôn Hoa Văn đâu rồi? Cậu ấy hiệu thật rồi. Ở bên trên ban công tầng 3. Lúc tôi chạy không cẩn thận nên đã ngã vào cánh tay cậu ấy. Gia Hàng vừa nói chuyện vừa nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác. Hung thủ đó thật sự không phải là cậu sao? Tôi lắc lắc đầu một cách nghiêm túc. Lúc này, Gia Hàng càng thêm sợ hãi. Vậy đúng là có ma rồi. Chúng ta phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Chúng ta đi xuống tìm Trương Sinh và Quý Dương trước đã. Đi xuống dưới thôi. Xuống đến tầng 1, Vương Dũng hét ầm lên. Lão Trương, Quý Dương, hai người các cậu mau ra đây đi. Lúc này, Quý Dương bất ngờ chui từ phía sau chiếc ghế sofa cũ nát ra ngoài. Sau đó chỉ vào tôi và hét lên. Cậu ấy đã giết Lão Trương mới vừa nãy thôi. Nếu như tôi không trốn đi, chắc chắn tôi cũng hẻo mất. Đúng thế, tôi đã bảo rồi, chính là cậu ấy. Cậu ấy cũng đã giết Tôn Hoa Văn. Tôi lập tức trợn mắt, há hốc miệng. Lúc này, Vương Dũng mới nghiêm túc lên tiếng. Nếu như các cậu đang hùa với nhau để chơi trò gì đó, thì dừng lại được rồi đó. Bởi vì Đô Gia vẫn luôn ở cạnh tôi. Làm sao cậu ấy có thể chạy lên tầng 3 để giết Tôn Hoa Văn, sau đó lại chạy xuống tầng 1 để giết Lão Trương chứ? Cái khác không nói, cầu thang còn lại ở tận phía sau. Các cậu nghĩ là đủ thời gian không? Nghe Vương Dũng nói như vậy, Quý Dương dường như càng sụp đổ hơn nữa. Tôn lão đại cũng hèo rồi sao? Toang rồi bu em ơi, chúng ta phải ra khỏi đây thôi. Nhà này chắc chắn có thứ gì lạ. Cậu nói Lão Trương đã hèo. Vậy cậu ấy hèo ở đâu? Ở trong nhà bếp ấy, tôi sẽ đưa các cậu qua đó. Khoan đã, hình như lúc nãy ngã nên điện thoại tôi hỏng rồi. Chẳng có tín hiệu gì cả. Ai mang điện thoại cho tôi mượn với? Cậu có thể sử dụng ngôi M60 Vơ Dâu của tôi. Không có tín hiệu vẫn có thể dùng định vị. M60 Vơ Dâu à? Tôi trả giá cao còn không mua ở đâu vậy? Sao không hỏi sớm? Ở trò chơi góc dưới bên trái có nhiều lắm. Tôi đã nhận miễn phí đấy, không tốn xu nào. Nhận miễn phí à? Nổ cái gì vậy ba? Cậu thì biết cái gì? Trò chơi đó vì muốn tri ân người chơi nên đã có chương trình tặng cho người chơi iPhone 15 Pro Max Max và Huawei Mate 60 Pro. Tất cả đều không giới hạn, đảm bảo ai cũng có phần. Cậu ấy không lừa cậu. iPhone 15 Pro Max của tôi cũng là nhận ở góc dưới bên trái đấy. Không tin thì bấm tải trò chơi ở góc dưới bên trái đi. Có phải trực tuyến là nhìn thấy giao diện nhận quà iPhone và Huawei không? Có thật bây ơi, bây giờ còn được nhận không? Tất nhiên rồi, nói cho cậu biết bí quyết nhanh nhất của điện thoại. Chỉ cần ấn vào liên kết rồi xác nhận tải xuống, sẽ nhận ngay trang phục bùng nổ cao cấp. Ấn chọn trang phục bùng nổ, sẽ được kết hợp với nữ giúp VIP độc quyền. Muốn nhận bao nhiêu điện thoại đều không thành vấn đề. Để tôi thử xem. Vào trong bếp, Quý Dương liền lặng người đi. Bên trong nhà bếp lại trống trơn. Chuyện gì vậy chứ? Lão Trương nằm ở đây sao lại biến mất rồi? Hai cậu bị hai người họ chơi rồi phải không? Hai người họ là những người đầu tiên đề xuất thám hiểm, cũng là người hù dọa chúng ta. Chắc chuẩn bị trò đùa này lâu rồi. Nhưng rõ ràng tôi nhìn thấy Đô Gia ở tầng 3. Nhưng cậu lại nói cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Cậu ấy đúng là vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Vì vậy, đáp án rất rõ ràng, cậu cũng đang nói dối. Cậu cũng cùng một ruột với họ. Nhưng tôi biết chắc chắn các cậu sẽ không thừa nhận. Hay là thế này đi, Gia Hàng, Quý Dương, hai cậu về trường học trước đi. Tôi liền thấy lạnh sống lưng. Tôi hỏi, chúng ta không đi sao? Vậy hai chúng ta sẽ làm gì? Đương nhiên là phải đi tìm hai người Lão Trương và Tôn Hoa Văn rồi. Cũng không thể bị hai khứa đó dọa chạy mất dép chứ. Tôi cùng Vương Dũng đi đến ban công lầu 3. Ở đây căn bản không tìm thấy tung tích của Tôn Hoa Văn. Tôi đã bảo rồi, Gia Hàng và Quý Dương chắc chắn là cùng một ruột với họ. Sau đó hai chúng tôi mỗi người tự đi vào một phòng. Chỗ tôi không có bất thường, nhưng khi tôi đi ra, lại phát hiện cánh cửa căn phòng Vương Dũng đi vào đã đóng lại. Chỉ còn lại một khe hở. Tôi vừa đi qua bên đó vừa chuẩn bị lên tiếng gọi tên của cậu ấy. Nhưng khi đến gần nhìn kỹ, tôi liền sợ đến mức hai chân đều mềm nhũn. Vương Dũng đang bị một người đàn ông đè trên mặt đất, không có động tĩnh gì. Khả năng cao là hẻo rồi. Tôi vội vàng trốn vào trong căn phòng vừa rồi. Khi người đàn ông đó mở cửa và đi ra ngoài, cả người tôi chết lặng. Người này chính là Tôn Hoa Văn. Tôi đứng ở bên trong phòng không ngừng run rẩy, cho đến khi tiếng bước chân của cậu ấy dần dần biến mất. Tôi lập tức lấy điện thoại ra,
định báo cảnh sát và thông báo cho mấy người ra hàng. Thế nhưng, điện thoại vậy mà lại không có tín hiệu. Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Tôi lặng lẽ mở hé cửa ra để nhìn trộm. Lại ngạc nhiên khi phát hiện ra đó là Gia Hàng và Tôn Hoa Văn. Gia Hàng vậy mà lại không rời khỏi đây cùng với Quý Dương. Hơn nữa, hình như cậu ấy hoàn toàn không biết rằng Tôn Hoa Văn chính là hung thủ giết người, rất rõ ràng. Tôn Hoa Văn tách cậu ấy và Quý Dương ra là để xử lý từng người một. Nếu như từng người các cậu ấy bị giết, vậy cuối cùng mình cũng sẽ phải về chầu trời. Tôi thấy rất sợ, nhưng lại không do dự. Khi hai người họ sắp bước vào căn phòng bên kia, tôi liền chạy thẳng ra ngoài đó, để Tôn Hoa Văn ngã lăn ra đất. Gia Hàng ở bên cạnh lập tức sợ hãi lùi về phía sau, miệng không ngừng hét toáng lên. Cứu tôi với, tôi không thèm để ý đến Gia Hàng mà cứ sống chết đè phần cổ của Tôn Hoa Văn thật mạnh. Cho đến khi cậu ấy bất động, tôi nhanh chóng run rẩy, loạn choạng đứng lên, định xuống dưới tìm Gia Hàng để giải thích cho rõ ràng. Thế nhưng lại nghe thấy, tầng dưới vang lên một câu nói vô cùng quen thuộc. Chính là cậu. Cậu đã giết Tôn Hoa Văn, cậu còn giả vờ gì chứ? Tôi lập tức chết lặng. Hóa ra trước đó Gia Hàng buộc tội rằng mình giết Tôn Hoa Văn. Quả nhiên là thật, nhưng mà chuyện đó rõ ràng là chuyện đã xảy ra rồi. Tại sao lại thế này chứ? Chẳng lẽ thật sự có ma? Thế nhưng ở tầng 2, lúc này lại đang lặp lại những chuyện mà tôi đã từng trải qua trước đó. Điều này có nghĩa là ở dưới hẳn là có thêm mình nữa. Tôi vội vàng quay người rồi chạy đến chỗ vừa rồi. Lại phát hiện Tôn Hoa Văn nằm ở đây vậy mà lại biến mất không dấu vết rồi. Chuyện này là thế nào vậy? Nếu như có hai mình, vậy có phải cũng có hai Tôn Hoa Văn? Tôn Hoa Văn vẫn còn sống đó. Cậu ấy sẽ tìm mình báo thù chứ? Nghĩ tới đây, tôi liền vội vàng chạy đến cầu thang phía ở đằng sau. Nhanh chóng đi xuống dưới, đi đến tầng 1. Tôi vừa hay phát hiện ra, nhóm người bọn họ đang đi từ trong bếp ra ngoài. Đây chính xác những gì tôi vừa mới trải qua. Sau đó vẫn như thế, một tôi khác đang cũng vương dũng đi lên tầng 3. Đúng lúc này, đột nhiên lại xuất hiện hai bóng người. Trực tiếp tiễn hai người Gia Hàng và Quý Dương ở phòng khách về chầu trời. Đến khi nhìn rõ khuôn mặt, tôi bị sững sờ vô cùng. Vậy mà lại là Trung Sinh và Tôn Hoa Văn. Sau đó, hai người bọn họ đi vào một căn phòng bên cạnh. Tôi cũng kiên quyết bám đuôi bọn họ. Qua khe cửa, tôi nhìn thấy họ vào trong tủ quần áo. Thế nhưng mãi vẫn không đi ra. Xem ra, để làm rõ tất cả mọi chuyện đang xảy ra ở nơi đây, mình buộc phải bắt đầu từ hai người bọn họ. Thế là tôi vào trong phòng, mở tủ quần áo ra, bên trong vậy mà lại có một lối đi nho nhỏ. Tôi men theo lối đi từ từ đi vào đó. Sau đó, đi đến một căn phòng. Ở đây chỉ có một cái bàn. Bên trên bàn còn để một đống giấy tờ rất lộn xộn. Tôi không nhịn được mà cầm lên đọc qua. Quả nhiên, căn biệt thự này có vấn đề. Thì ra rất lâu trước đây, chỗ cũ của biệt thự này hình như chính là một ngôi miếu trấn áp ma quỷ. Một thời gian trước, ba nam một nữ đã hẻo một cách kỳ lạ ở đây. Tôi lại cầm một tờ giấy khác lên đọc qua. Tôi lập tức xịt keo cứng ngắc. Ba người con trai đã hẻo ở nơi này vậy mà lại là Vương Dũng, Gia Hàng, còn có cả Quý Dương nữa. Bạn đồng hành của mình đều là ma. Vậy Trương Sinh và Tôn Hoa Văn đó là kiểu gì chứ? Xem ra, nếu như mình muốn trốn thoát, chỉ có thể bắt đầu từ hai người bọn họ. Tôi ra khỏi phòng, tìm lối đi nhỏ đó rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước mặt. Bên trong cánh cửa nhỏ phía trước đột nhiên có tiếng động. Tôi nhẹ nhàng mở hé cánh cửa này ra. Thì ra là nhà bếp ở tầng 1. Trương Sinh đang đứng ở trong đó một mình. Tôi không nghĩ nhiều, cả người nhanh chóng nhào vào người cậu ấy rồi hỏi cậu ấy. Cậu mau nói đi, làm thế nào để ra khỏi đây? Trương Sinh đau đớn đến mức dường như sắp mất đi ý thức, nhưng lại bất ngờ cười phá lên. Cậu là đâu ra người phá vỡ vòng lập hả? Tôi không hiểu gì cả, chỉ có thể tiếp tục hỏi cậu ấy. Nói cho tôi biết làm thế nào để ra khỏi đây. Trương Sinh vẫn mỉm cười, nhưng cậu ấy dần dần mất đi ý thức. Thế nhưng đúng lúc này, ở phía sau tôi bất ngờ vang lên tiếng bước chân. Tôi vội quay đầu lại nhìn, thì ra là Quý Dương, cậu ấy đã chạy từ bếp ra ngoài rồi. Tôi không để ý đến cậu ấy, có lẽ mình đã hiểu vòng lặp mà Trương Sinh nói có nghĩa là gì rồi. Cũng có thể nói là trong biệt thự này, có các phiên bản khác nhau của chúng tôi, mặc dù không rõ ràng. Nhưng tôi biết, một tôi khác và Vương Dũng sắp sửa đến đây rồi. Tôi lập tức quay người đi về phía tầng nhà của căn biệt thự này. Chưa được bao lâu, phía trước mặt đã xuất hiện một căn phòng có ánh sáng. Tôi nghiêng người qua đó một cách rất cẩn thận. Đột nhiên bên trong vang lên giọng nói, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Tôi còn tưởng cậu không tìm thấy chỗ này chứ. Tôi sững sờ. Lúc này, Trương Sinh đi từ bên trong ra ngoài. Tôi bị dọa sợ đến mức ngã phịch xuống đất. Mà điều đáng sợ hơn là, Tôn Hoa Văn cũng đi từ bên trong đó ra ngoài. Lông tóc trên người tôi đều dựng đứng hết cả lên rồi. Phải biết rằng, đêm nay tôi đã từng giết hai người bọn họ một lần. Xem ra, chuyến này mình toi đời rồi. Nhưng điều kỳ lạ là, bọn họ không tấn công tôi,
Đừng sợ, chúng tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Mau vào phòng đi, chúng tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu. Căn phòng nhỏ bé này trống trơn, không có gì cả. Tôi và Tôn Hoa Văn là người sống, chúng tôi cũng bị kẹt ở đây. Chúng tôi không tham gia vào vòng lặp, nên tôi có thể giữ lại tất cả ký ức, kể cả vừa rồi cậu vừa giết tôi ở trong bếp. Tôi còn cười với cậu, bởi vì tôi rất vui. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy cậu. Tôi vô cùng hoang mang, vội vàng hỏi lại, ý cậu là sao? Cuối cùng cũng tìm thấy tôi là sao? Tôi và Lão Trương đã bị kẹt ở đây rất lâu. Trải qua vô số vòng lặp, chúng tôi vẫn đang tìm cách thoát khỏi đây. Vì thế, một vài căn phòng có khe hở đều do chúng tôi sắp xếp. Nói như vậy chắc cậu cũng hiểu rồi chứ? Tôi lắc lắc đầu. Chẳng hiểu gì cả. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Điều đầu tiên, trong căn nhà này không chỉ có ma, hơn nữa còn có một con yêu quái. Ma chính là vong hồn ba người chết kia, được sắp xếp làm bạn của cậu ở trong một vòng lặp vô tận. Mà con yêu quái ở đây, nó có thể tạo ra không gian, mà không gian chúng ta đang ở chính là những gì nó đã tạo ra. Nhưng thật đáng tiếc, không gian này đã bị biến dạng, cho nên mới lặp lại sự xuất hiện của rất nhiều chúng ta. Nhưng tôi và Tôn Lão Đại, chúng tôi dần dần lưu giữ những ký ức ở mỗi vòng lặp. Điều này khiến chúng tôi bắt đầu làm rõ tình hình, đồng thời cũng bắt đầu tìm cách để thoát khỏi không gian này. Chìa khóa để rời đi chính là tìm người phá vỡ vòng lặp này, người đó chính là cậu. Nói nghiêm túc chính là cậu đang đứng ở đây. Chuyện này cậu cũng giống chúng tôi, hoàn toàn không ở trong vòng lặp. Vì vậy, cậu có thể thoát ra khỏi không gian này. Mặc dù đã nghe họ giải thích, nhưng mà tôi vẫn đần thối ra. Bây giờ phụ thuộc hết vào cậu. Cuối cùng chúng tôi cũng có cơ hội thoát ra khỏi đây rồi. Vậy tôi phải làm gì? Cậu phải giết chết bọn họ. Ý cậu là sao? Giết ai? Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì chỉ có giết họ mới khiến vòng lặp xuất hiện lỗ hổng. Cậu đã giết những ai rồi? Không ai cả, chỉ giết hai người thôi. Vậy thì cậu phải giết ba người đó nữa. Hơn nữa chỉ có cậu của bây giờ mới được. Xét thấy bên ngoài có thể có rất nhiều cậu. Cậu cứ mang theo cái này, như vậy chúng ta có thể nhận ra ai mới là cậu của bây giờ. Tôi luôn cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, nhưng tay vẫn nhận lấy đồ. Đồ ra, bây giờ cậu đi lên tầng 3 đi. Có thể vừa vặn gặp được một mình Vương Dũng. Sau khi giết cậu ấy, cậu đi xuống tầng 1. Chính là lúc tôi và Trương Sinh đã giết Gia Hàng và Quý Dương. Cậu đừng sợ, chúng ta có thể kết nối ký ức. Cho dù là chúng tôi nào đi nữa cũng đều giúp cậu. Hai người họ cứ tiếp lời nhau, khiến đầu óc tôi rối tung cả lên. Nhưng mà mình đã quyết định sẽ làm như vậy. Thay vì cứ ở trong vòng lặp vô tận này, chi bằng liều một phen vậy, lên đến tầng 3. Quả nhiên tôi nhìn thấy một mình Vương Dũng. Tôi không nghĩ gì nhiều, nhào lên người rồi tiễn cậu ấy về chầu trời. Sau đó, tôi vào cầu thang phía sau rồi đi xuống dưới, xuống đến tầng 1. Lúc này, không ngoài dự đoán, lại xuất hiện hai bóng người, là Tôn Hoa Văn và Trương Sinh. Bọn họ đã phát hiện ra mình, cho nên hai người bọn họ đã không trực tiếp giết chết Gia Hàng và Quý Dương giống như lần trước, mà nhào lên phía trước, mỗi người ấn một người xuống đất. Có vẻ như mọi chuyện ở trong vòng lặp này đã bị thay đổi, nên trình tự cũng đang bị thay đổi. Tôi không ngần ngại, nhào thẳng vào đó rồi giải quyết hai người đó. Sau đó vội vàng hỏi, tiếp theo phải làm gì? Trốn thoát kiểu gì? Mở cửa chính ở tầng 1 là được rồi. Hơn nữa cũng chỉ có người phá vỡ vòng lặp mới được mở cửa. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng đi thẳng đến cửa chính, rồi đẩy mạnh cửa ra. Một luồng sáng chói mắt rọi vào trong. Mở mắt ra, lại phát hiện tôi đang nằm trên giường của mình. Những gì xảy ra đêm qua giống như một giấc mơ vậy. Nhưng nhìn đồ trang trí nằm ở trên giường, tôi biết đó không phải là mơ. Và sau đó, hai người Trương Sinh và Tôn Hoa Văn giống như đã biến mất. Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV, bấm cái chuông để đón chờ tập mới.